giờ mình đến cái điểm câu cá rô mà các bạn ơi, mình đã phát được hai cái lỗ nè. Nè các bạn. Phát hai cái lỗ. Nè. Có hai lỗ các bạn. Giờ mình tụm gà mình không có đi câu cá rô, hôm nay mình câu các bạn. Rồi mình quay cho các bạn xem nha. Rồi ngày mới chúc các bạn xem video vui vẻ các bạn. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn. Rồi để mình quay cho các bạn xem cách mình câu cá rô nha. Hôm nay mình câu cá rô bằng mồi cám đó các bạn ơi. Mình câu lưỡi này lưỡi số số 10 số 8 à. Nè các bạn. Mình móc mồi thế này nè. Để nó hơi bự bự chút xíu mới mà. Chưa thấy những vết phao chân đây. Mồi cám này các bạn. Ở đâu? Thắng có xuồng không? Bờ nó không không nhả dính con hai con là nó dội à, câu xuồng nó mới ngon. Cá ăn này các bạn ơi. Cá ăn này các bạn. Nhất 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 cái phao. Lại ăn rồi nó không biết cá gì đây nữa. Đó, lôi các bạn ơi, lôi các bạn, lôi phao, cá nhỏ, cái này chắc cá tra quá. Đâu có tiêu rồi. Anh nhúng 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 cho mất tiêu rồi, hết mồi rồi quá. Lôi cái buông rồi. Cái ăn cái phao bự các bạn. Này nhúng nhích phao bự các bạn. Này cái phao bự thấy nhúng nhích rồi đó. Cá ăn lại lên tim nhóc luôn. Đó, ăn phao nhỏ nó ăn đó các bạn này. Ăn đó các bạn. Dính rồi bạn. Sảy ơi, đó đó. Sảy ơi. Ác thiệt. Mồi này bạn. Nó mồi nhỏ nhỏ không? Bự. Ăn mà nó sảy à. Ăn nữa các bạn ơi. Lôi đó các bạn. Lôi nha các bạn. Dính nè các bạn ơi. Cá rô. Đây cá rô bạn. Con này cũng không bự lắm, nhỏ cũng được. Rồi, cá rô ha. Bỏ vô trong đó. Cái rô hơi nó gom lại các bạn ơi, em cá bự nó gom lại. Có lên tim bạn. Lên tim cá lại ăn đó bạn ơi.
con cá lại đang nữa các bạn ơi, đang nhúm vít đó. Đang di dịch phao mà chưa chưa đó, đó dục phao các bạn, dịch phao đó nha các bạn, đó 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 lôi phao các bạn này, chạy phao mà nó giật mới dính nha các bạn. Mấy cá nhỏ chứ không bự, cá bự là đớp chạy liền. Hết mồi hay gì rồi, cá ăn các bạn ơi, cá ăn dữ lắm các bạn ơi, giật giật nè, chỗ này là nó gom nữa các bạn, này là nó gom lại đó, nó đang các bạn này lôi các bạn. Giờ này là nó gom lại nhiều lắm nha các bạn. Đó, đó đang các bạn ơi, đó đang nhóm 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 vào, bạn thấy không, bạn thấy không, nhóm nhóm đó các bạn, đó đó cá dưới này nhiều lắm các bạn ơi, đó dính rồi bạn ơi, dính rồi nha các bạn. Biết cá gì đây, cá cha, cá cha con. Này, cái cha con mình câu này gì nữa mình thả mình nuôi nha các bạn, mình có cái dèo cá này nhà mình câu dính mấy cá nhỏ gì mình thả mình nuôi hết. Cho nó vô đi, cái gì mình nuôi à, năng nữa các bạn ơi, năng đòi đòi nữa các bạn, đòi đòi phao nữa à. Rồi đổi phao các bạn, đó 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 các bạn ơi, lôi các bạn, dính là bạn ơi, cái luôn các bạn này, đó xảy rồi xảy rồi xảy rồi, cái luôn nhỏ các bạn ơi, luôn nhỏ nó ăn chưa sâu giật xảy à, cá ăn cần bự nữa các bạn, cá lôi các bạn, cá lôi cần bự nữa các bạn, đó lôi các bạn ơi, lôi đó các bạn, lôi các bạn ơi, dính là bạn ơi, dính là bạn ơi, cá cha bự rồi, chín này nha các bạn, gói dây ờ không dính, không rồi chín này bạn ơi, cá cha các bạn đây, ó con cá cha, cá cũng bự các bạn. Buổi chiều ở chỗ mình hay có mấy chỗ này câu cá cũng lý tưởng ha các bạn, đây là lục bình cá ở đây nhiều lắm, cá ăn nha các bạn, cá ăn nha các bạn ơi, đang đổ đổi phao mình các bạn, đó đó đang kịch kịch các bạn, lôi các bạn, xảy mà xảy à, đòi đòi đó các bạn, đòi đòi phao bạn, bạn thấy không, đó lôi bạn, lôi đó các bạn, đó lôi đó bạn, giật dính rồi bạn ơi, dính rồi các bạn, wow cá cha bạn ơi, cá cha nhỏ, cá không bự, cá cũng nhỏ ha bạn, cá cha nhỏ, cái phao bự nó ăn nữa các bạn, đòi đòi phao bạn. Cá nhỏ quá, ba bốn con rồi, hơ nàng các bạn ơi, đó nàng đòi đổi phao bạn, đó thực 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 hôm nay được kịp phao bạn, đó các bạn thấy nó đang ăn phải không, nó nhung nhét phao chừng nào nó xiết mình giật nghe bạn, nó chưa xiết mình chưa giật.
cho năng cho nó lôi đã nè, nhóm và nhóm đó các bạn. Đó đó đó, đội đội phao bạn, đã mắt không bạn, thấy đã không? Chứ là con bự các bạn, con 4-5 kg lôi mới phê các bạn này. Ở cái phao nhỏ anh chị nó cũng cá cũng ăn đó các bạn, ở phao nhỏ cá ăn các bạn, phao nhỏ lôi các bạn, dính các bạn, phao nhỏ mình dính rồi, sảy à, phao nhỏ sảy các bạn, cái rùa á sảy quậy là con cá bự chạy à, còn còn nó vẫn còn ăn. Vẫn còn ăn nha các bạn. Cá ăn các bạn ơi. Cá ăn nha các bạn. Ê, nó quất rồi nè. Nó ăn nè. Mấy cá gì đây nó ăn nha các bạn ơi. Ăn gung ginh phao đó bạn. Ồ, hai hai cần len lựa một à. Cần đây ăn nữa. Cần đó nó ăn nữa bạn ơi. Nó ăn nữa bạn ơi. Dính rồi bạn ơi. Cá cha, cá nhỏ các bạn, cá không bự, cá này về nuôi được, về mình nuôi các bạn, thả vô trong bồn nuôi, trong cái dèo của mình nuôi, dính rồi các bạn ơi, biết cá gì các bạn, ô cá rô bự các bạn ơi, đây cá rô bự nha các bạn, cá rô bự, quá im luôn bạn. Bằng bàn tay luôn. Quá im. Cái đồ 5, 5 con là kho được các bạn. Đó là cá lôi các bạn, cá lôi nè, biết cá gì nè, lôi nè, đó nó đang các bạn, lôi đó, đó lôi đó, lôi nha các bạn. Này cá ăn các bạn, cá năng các bạn à, nhóm nhóm mà sao nó chưa lôi, tự 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 mình không lôi các bạn, này cần đây cá ăn các bạn, này cá nó độn rồi bà, nó mới nhóm nhóm nữa, đó nhóm đó bạn, nhóm đó bạn. Các bạn thấy nhớ không? Đó, 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 đó. Dính các bạn ơi. Sảy rồi. Ôi ơi. Này cá lôi các bạn. Lôi các bạn. Dính rồi bạn ơi. Dính rồi các bạn. Dính rồi, cái cá gì đây? Cá tra nhỏ siêu. Cá tra nhỏ các bạn. Cá này về mình nuôi nè. Cá lôi nè các bạn ơi. Cá năng nè. Đang câu trên đây mà mấy mấy cần thủ này đứng phía trên quá nhiều luôn nè các bạn. Rồi, buổi chiều ở quê mình nha các bạn, chiều đi câu cá được. Rồi cá đang ăn các bạn, cá đang nè, lôi lôi gịch gịch nè các bạn, đó chạy chạy phao, chạy chạy phao đó mà chưa dính đó bạn. Bây giờ cũng được số à, ba cầm thủ đứng trên mời chiến nha. Đằng kia có hai hai em nhỏ nó đang câu kia nữa các bạn. Thôi mình cần này nó nhớ nhớ mình không ăn bạn ơi. Thôi mình lấy mình coi sản phẩm cái mình về các bạn ơi, mời mình câu tiếp. Đây mình câu một chút mà sản phẩm mình được nhiêu các bạn ơi. 5 con cá tra, 2 cái rô bạn. Những cá tra này gì mình thả nuôi nha các bạn.
thôi mình về tranh thủ về để mà cá nó chết rồi. Và tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn video sau các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Rồi tạm biệt các bạn. Đây chiều mấy nhỏ đang câu bạn. Rồi, các bạn xem video đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Cho mình một like và một đăng ký nha các bạn. Chia sẻ cho mình một chia sẻ nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Rồi, hẹn các bạn ở video sau ạ.